Tóm tắt, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, mẫu 1. Bài văn nghị luận tinh thần yêu nước của nhân dân ta khẳng định một chân lý. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta, bằng những dẫn chứng, lập luận đầy sức thuyết phục. Tóm tắt, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, mẫu 2. Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lý, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.